So today in Vietnam, small mom and pop shops, or what we call tạp hóa, still play a really important role in the economy and in their communities as well. Telio is a B2B commerce platform that connects their traditional retailers with all kinds of distributors and suppliers and helps them run their businesses more efficiently. Basically, there are three key pain points of a mom and pop shop. The first one is that they have around 500 to even 1,000 stock keeping units. To source for that big number of SKUs, they have to have a very large list of suppliers or wholesalers, and they have to call or visit them every day. So we provide Telio.vn or the app Telio as a central platform for all of our retailers to order from. The second pain point that our retailer having right now is the pricing when you source is not transparent and you are not sure if you get the best pricing on the market. With Telio, we are always transparent because we always publicize our pricing on our platform so that they know how much to buy and also forecasting their working capital needs. And the third point is on the delivery. So we are the first one in the market deliver with the commitment of next day delivery. Cửa hàng này thì có chị này, xong rồi cũng người nhà thì có bố mẹ các thứ, chung chồng con nói chung là cũng hỗ trợ tất vào đấy. Thì là nhà mình cũng là sinh hoạt ở tại đây luôn. Nhưng mà ở dưới thì bán hàng và là gia đình sống ở bên trên. Trước chưa có Telio thì hàng ngày vẫn phải là nhắn tin cho từng cái mặt hàng đấy, số lượng đấy thì cũng mất phải tầm đôi ba tiếng. Nhưng có Telio thì nó có website đấy thì là nó lưu các mặt hàng ở trên máy, giả dụ nhầm lẫn gì mà giao hàng đến ý, thì là không đúng cái mà mình đã nhập ý, thì mình có thể đổi các thứ. Từ ngày có Telio thì mỗi ngày chỉ mất tầm 10-15 phút chẳng hạn. Chị kiểu như là tập trung các mặt hàng đấy, chị ấn ở trên website, xong còn có thời gian đấy thì có thể đưa con cái đi học này, rồi là đưa nó đi chơi các thứ thì nó cũng có thời gian hơn. The biggest thing that they like about our platform is everything at one place. It's like, you know, a one-stop shop for them, and it's super convenient. In the long run, our mission and vision is to support small businesses in Vietnam and beyond. Small businesses are the backbone of the economy. If you support other businesses to grow, then you have a business to last.